Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2024, tổng thu ngân sách quận Liên Chiểu đạt hơn 832 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 125,3% dự toán thu thành phố giao và bằng 135% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn đầu tư công giải ngân đến nay đạt khoảng 101 tỷ đồng, đạt 43,36% kế hoạch giao. Quận cũng đang tiến hành chuẩn bị đầu tư cho 88 công trình, công tác quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với 850 lượt kiểm tra nhắc nhở, công tác ứng phó phòng chống thiên tai được tập trung quyết liệt, an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, tội phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của quận thời gian qua. Nhấn mạnh ly Chiểu hiện là địa phương triển khai nhiều dự án lớn của thành phố, đặc biệt là khu thương mại tự do theo nghị quyết 136 của Quốc hội với áp lực khối lượng công việc lớn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết rốt ráo các vấn đề được đặt ra, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp phát triển, không để xảy ra điểm nóng, đẩy mạnh phân cấp, phân công, phân nhiệm, thực hiện hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, an sinh xã hội. Về việc triển khai thực hiện chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành tích cực phối hợp, đồn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn mà quận mắc phải, tạo thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.